Hướng 6 giờ có chuyện gì kia? Hành khách mang theo thú cưng bất hợp pháp, không được mang thú cưng lên máy bay. Dừng lại, nghe đây, ở đây không cho phép mang thú cưng. Ôi, tôi vừa dắt phải cái gì à? Ôi, đầu tôi đau như búa bổ, đau quá. Thật là không thể chấp nhận được. Đủ lắm rồi, không được mang thú cưng vào đây. Bắt đầu từ bây giờ. Anh nói tôi không được mang theo cún cưng sao? Đấy là quy định của sân bay. Đợi đã, họ không cho mang thú cưng theo, phải quay lại thôi. Ồ, nhìn kìa, Heather đang xem phim người nhện. Mình có ý này. Chúng tôi phải đưa chó của anh đi thôi. Không được, không thể tin được là các người lại cổ hủ đến thế. Tôi đã sẵn sàng cho các anh kiểm tra rồi. Anh là ai? Tôi là khách muốn đi máy bay. Anh không thấy à? Anh có mang theo thú cưng không? Không. Được rồi, nhưng tôi vẫn phải quét người anh. Đợi đã, máy phát hiện ra cái gì này? Là cái này hả? Chắc là máy quét bị hỏng rồi. Có khi là hết pin. Rồi, anh qua đi. Trót lọt rồi. Đúng đó, tao đã được vào trong. Mày có thể xuống rồi, nhện yêu. Ô, mày đáng yêu quá. Đợi đã. Achiu. Nhện ơi, mày đâu rồi? Kia là nhện hả? Lấy nó xuống đi. Tới đây nào, nhện yêu. Mày đáng yêu quá, tao yêu mày nhất. Vé của tôi đây thưa anh. Cảm ơn cô. Cái gì kia? Xin chào, tôi đến từ đơn vị đặc biệt K9 để tìm thú cưng bất hợp pháp. Từ từ đã, tôi nghĩ cô đang mang theo thú cưng bất hợp pháp đó. Thú cưng bất hợp pháp nào cơ? Nó cũng là cán bộ giống tôi đó. Được rồi, tôi thấy vẫn có gì đó không ổn. Rồi, để tôi cho anh xem nó làm việc. Nào anh bạn, thể hiện đi. Nó đánh hơi được cái gì đó trong ba lô của cô này. Để tôi xem nào. Đúng rồi, có con chuột lang trong này. Không được mang chuột lang lên máy bay. Cấm thú cưng nha. Đưa tôi sẽ giao nộp cho cơ quan chính quyền. Đợi đã. Cái gì? Để tôi thưởng cho cậu này đã. Ăn đi. Ô, thỉnh thoảng mình thấy mình tốt bụng ghê. Này, đứng lại đó. Sao anh mang theo thú cưng? Không được phép nha. Anh ra ngoài ngay. Nè, Heather này. Cái gì? Thú cưng của cậu đây. Ờ, bé yêu của tôi. Cảm ơn cậu nha. Anh nói trên máy bay có nhiều thú cưng quá là sao? Nhìn kìa, Emma, không được mang thú cưng lên máy bay. Ôi không, mấy bé yêu của tôi. Không thể để chúng bị bắt trên chuyến đi này được. Mình phải nghĩ cách gì đó thôi. Xin chào, anh chị có mang theo thú cưng không? Không có đâu. Thế cô giấu gì sau lưng kia? Ôi không, Emma gặp rắc rối rồi. Đợi đã, nhìn kìa. Đúng rồi, mình sẽ cứu cô ấy bằng mẹo này. Đưa tôi đi Emma. Cứ giả vờ là cô đang bị ốm. Được rồi. Ôi không, đầu tôi đau quá. Gọi bác sĩ đi. Bác sĩ tới rồi đây. Cái kim tim này sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Đừng mà bác sĩ, đừng tim mà, tôi ngất mất. Đáng sợ quá. Emma, là tôi mà, không phải kim tim thật đâu. Trong này toàn bỏ thôi. Tôi hiểu rồi. Được thôi, tôi phải đưa cô ấy đi theo dõi thêm. Được rồi. Ôi, may là hôm nay không có ai bị làm sao. Này anh kia, anh có mang theo thú cưng không đấy? Thú cưng sao? Anh nói sao chứ? Tôi còn chẳng cử động được hai tay. Yên nào bé cưng, ta sẽ không bị bắt đâu. Tôi đang cố đi qua đây. Là mình nghĩ ra ý này. Được rồi, anh qua đi. Đây thưa anh. Cảm ơn cô cũng có thể đi rồi. Ôi không, cái gì thế? Vé của tôi đây. Từ từ đã, cô có mang theo thú cưng đúng không? Không có nha, đầu tôi còn đang bị thương đây nè. Được rồi, cái gì đây? Kéo ra thì sao nhỉ? Đợi đã, dừng lại, mặt tôi. Cái gì thế kia? Từ từ, quả bóng này có gì đó đáng ngờ. Đầu tôi đau quá. Trong này có cái gì đó. Dừng lại đi, anh sẽ làm vỡ bóng mất. Cô có cả con chim bên trong sao? Cái quái gì thế? Là chim của tôi, xin anh để nó yên. Cô ra ngoài đi, không được mang theo thú cưng. Ôi, anh vừa tính quá, anh đùa vui thật đấy. Này, đứng lại đã, cho tôi xem vé của cô. Tất nhiên rồi. Cô có mang theo thú cưng không? Không. Vui lòng cho tôi kiểm tra túi. Đây thưa anh. Để tôi quét qua xem nhé. À ha, máy phát hiện ra cái gì đó này. Đợi đã, sao không có gì ở trong?
Tôi đã bảo tôi không có mang theo thú cưng mà. Ờ, này, nhưng trên tay cô có con gì đây? Tay tôi sao? Không, không. Thế còn cô ấy thì sao? Kiểm tra cô ấy xem. Nhất là cái ba lô ấy. Để tôi xem nào. Hả? Cô mang theo cả thỏ luôn đó hả? Mình đúng là chuyên gia lén lút. Em rắn ngoan, chị yêu em lắm. Khoan đã. Cô rắn à! Xem bây giờ nuôi con gì đang là xu hướng nào. Xin chào, vé của tôi đây. Đi du lịch thật là vui. Ôi không, không được mang thú cưng lên máy bay. Mình sắp bị bắt rồi. Nghĩ mau lên. Biết rồi, giấu nó vào đây thôi. Ơ, tôi không thể. Đừng chạy nữa. Làm sao thế? Thỉnh thoảng cô ấy bị co giật. Có gì đó không ổn. Để tôi lấy máy quét. Máy quét không có phát hiện ra gì cả. Được rồi, cô đi đi. Sao lại co giật kiểu đó nhỉ? Mình phải lôi nó xuống. Đây rồi. Tại cậu mà tôi co giật đấy, anh bạn nhỏ. Đừng bao giờ làm vậy với tôi nữa nha. Tôi xin lỗi, nhưng mà phải tìm cách qua mặt bảo vệ chứ. Ô, em yêu, anh yêu em rất nhiều. Xin chào, không được đem theo thú cưng ư? Được rồi, đừng quản, cứ cố lén mang lên thôi. Này, đứng lại, anh nghĩ anh đang đi đâu thế hả? Đâu có đi đâu đâu, tôi lên máy bay thôi mà. Đưa ba lô đây tôi kiểm tra, anh mang cái gì thế? Ô, nhìn tai nghe của anh ta kìa, mình có cách rồi. Chào nha. Này, anh đi đâu thế? Có thế chứ, nhạc hay thật. Yeah, yeah, yeah. Nè, anh có mang theo thú cưng không đó? Được rồi, theo tôi thấy thì không có vấn đề gì cả. Anh có thể đi. Cảm ơn anh nha. Đợi đã. Anh ra đây. Gì thế? Cho tôi nghe nhạc với được không? Xin anh đó, tai nghe của tôi vừa mới hỏng. Được thôi. Cảm ơn nha. Ờ, nhạc đâu? Ôi chết, nghĩ ra rồi. Đây, anh nghe đi. Giờ thì nghe thấy rồi. Hay quá, mong là anh thích. Được, nhạc hay đấy. Rồi, anh đi đi. Cuối cùng cũng được đi qua. Tháo tai nghe ra nào. Ra đi các bé yêu. Ôi trời, anh nhét chúng vào tai nghe để lén mang vào sao? Chúng đáng yêu quá. Vé của tôi đây. Cô qua đi. Chào anh bảo vệ, hôm nay anh thấy sao? Tôi sao? Thế anh thì thấy sao? Ờ, tôi thì đang rất vui vì cuối cùng cũng được đi Hawaii. Vé của tôi đây. Nhìn anh đâu có giống người chuẩn bị đi Hawaii. Ý anh là sao? Tôi mặc hợp thời tiết ở đó mà. Có gì đó đáng nghi lắm. Để tôi xem nào. Để tôi xem bộ quần áo của anh phản ứng sao với con cá này nha. Im đi. Hình như tôi nghe thấy gì đó. Trong đó có gì thế? Có con mèo. Không được mang thú cưng lên. Tôi tịch thu vị hành khách bất hợp pháp này nha. Ôi không. Có vẻ như bảo vệ ở đây đang làm rất căng. Ồ, hóa ra là vậy. Họ đang tìm thú cưng bất hợp pháp. Ôi trời, mình đang mang theo cá này. Cái gì đây? Là đồ ăn cho thú cưng hả? Ồ, là áo ngực. Tôi xin lỗi nha. Gì thế? Áo ngực sao? Ồ, mình biết rồi. Để mình lén mang cá vào bằng áo ngực. Nhìn ai đang tới kìa. Gì vậy? Chào các anh khỏe không? Vẻ đẹp của cô thật hoang dã. Tôi biết mà, nhưng mà mặt tôi ở trên này nha. Nhìn lên đây. Ồ, xin lỗi, tôi không cố ý nhìn chằm chằm như vậy. Mà cô có mang theo thú cưng không? Không, tôi chỉ mang theo sắc đẹp thôi. Chào các anh nha. Anh thấy cô ấy không? Đúng là mỹ nhân triệu người có một. Wow, nhìn dáng cô ấy đẹp chưa kìa. Chả có gì. Tôi cá là thẩm mỹ hết rồi. Từ từ đã nào. Của cậu đây, hết sức. Ồ, cảm ơn cậu nha. Cậu giấu cá vào trong người đó hả? Thông minh thật đấy. Hả? Là đồ giả sao? Ồ, anh bảo vệ ơi, anh đẹp trai quá. Thôi đi các cô. Các cô làm tôi đỏ hết mặt rồi. Ôi trời ơi, Emma, nhìn anh chàng đẹp trai này đi. Wow, sáu múi luôn này. Kìa các cô, thế còn tôi? Mà anh có mang theo thú cưng không? Không hề, tôi chỉ có cái bụng sáu múi này thôi. Rồi, nếu anh đỉnh vậy rồi thì đấu với tôi thử xem, tôi đấm trước. À, ừ, đau tay quá à. Ừ, được rồi, lần này anh thắng. Cơ mà từ từ, tôi muốn quét tia X-ray để kiểm tra. Mời anh qua đây. Ồ, không cần đâu, tôi thấy vậy mất công quá. Anh cứ đứng đây.
Bắt đầu nào. Rồi giờ thì đợi một chút. Nào xem có cái gì đây. Hả? Sao có thể thế được? Có rùa sao? Thôi được rồi, anh đã bắt được tôi. Ôi trời, anh lừa chúng tôi hả? Không được, trên này không cho phép mang thú cưng. Anh về đi. Đúng là đồ dối trá. Mình ghét nhất là những ai dối trá. Thế ta đang nói đến đâu rồi anh bảo vệ nhỉ?